Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hôm nay World Cup nữ 2023 đã chính thức khai mạc và chỉ còn hơn một ngày nữa thôi thì khoảnh khắc đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta bước ra khỏi đường hầm sân vận động Eden Park tại Auckland sẽ là những dấu chân lịch sử. Việc góp mặt ở sân chơi World Cup nữ là thành quả đặc biệt đáng ghi nhận sau hàng chục năm bóng đá nữ đi lên từ gian khó, còn nhiều thiệt thòi so với các đồng nghiệp nam. Và cùng với niềm tự hào ngày hôm nay, không thể quên câu chuyện từ những bước đi đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam. Phải đến đầu những năm 1990, bóng đá nữ Việt Nam mới có được những bước đi đầu tiên. Nhờ công lao của ông Trần Thanh Ngữ, nguyên trưởng phòng thể dục thể thao quận Nhất, và ông Hoàng Vĩnh Giang, nguyên giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội. Hai đội bóng đá nữ được xem là chuyên nghiệp đầu tiên gồm quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và đội Hoa học trò đã được thành lập. Thời gian đầu, điều kiện tập luyện của các nữ cầu thủ vô cùng gian khó. Và cũng phải mãi đến năm 1997, bóng đá nữ Việt Nam mới có cơ hội ra nước ngoài thi đấu ở giải tiền SEA Games 19 tại Malaysia. Ngay trong lần đầu tiên xuất ngoại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Thì hồi đó rõ ràng là hai đơn vị đấy làm bóng đá, có hai huấn luyện viên. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận lời mời của Malaysia chúng ta đi thi đấu, thì cái việc kết hợp hai nhóm đó lại không có người. Thì hồi đó tôi không hiểu làm sao mà tổng cục chỉ đạo rất là hay mời anh Mai Đức Chung vào. Thì tôi là cái người may mắn đi chung cái chuyến đó với đội tuyển nữ Việt Nam. Thì cái chuyến đi đó là một cái chuyến đi cực kỳ khó khăn. Thì anh Chung anh bảo là thú thật với cậu là tớ chưa bao giờ tớ làm bóng đá nữ. Nhưng tớ gia giảm giữa bóng đá nam để tôi vận hành vào bóng đá nữ. Đấy là một cái giải mà chúng ta là đoạt chức vô địch. Bất chấp nhiều khó khăn, bóng đá nữ Việt Nam dần vươn mình và nhanh chóng xác lập vị thế số 1 tại Đông Nam Á. Cho đến thời điểm này, đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm kỷ lục giành 8 huy chương vàng SEA Games và 3 lần đăng quang ở các giải vô địch Đông Nam Á. Chúng ta cũng tiến rất gần tới việc giành quyền tham dự World Cup năm 2015, nhưng thất bại một cách đáng tiếc trong trận playoff với Thái Lan. Không phải chỉ riêng gì một mình Nguyệt, mà đối với tập thể cả từ huấn luyện viên cho đến các vận động viên, tâm lý rất là nặng, cũng rất là dễ hiểu thôi mà, bởi vì cái bản thân Chi và tất cả lúc đó là các cầu thủ nữ của nữ thành phố á, gần như cũng đã rơi nước mắt buồn cùng với đội lúc đó, và cũng hy vọng là một ngày nào đó thì bóng đá nữ mình sẽ phát triển hơn. Thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2015 không làm nản lòng giấc mơ góp mặt ở sân chơi lớn này của đội tuyển nữ Việt Nam. Thay vào đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam càng có thêm nhiều sự đầu tư mạnh mẽ, bài bản để giúp chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu. Đây chính là nền tảng cực kỳ quan trọng, góp phần rất lớn vào thành công sau này. Vào năm 2017, khi trong những cuộc họp tại FIFA và AFC, chúng ta nhận được cái thông tin là Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA có kế hoạch sẽ nâng cái số lượng đội tham dự vòng chung kết từ 24 lên 32. Và ngay từ năm thời điểm đấy thì Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những cái kế hoạch bàn bạc lên kế hoạch để chuẩn bị cho cái mục tiêu này. Một mặt là phải tiếp tục duy trì hệ thống thi đấu trong nước. Một việc nữa là chúng ta duy trì cái việc đào tạo tập trung dài hạn mục tiêu đối với các cầu thủ nữ. Ngoài ra thì vấn đề về chuyên gia cũng đã được chú trọng. Không phụ sự kỳ vọng của ngành thể thao cũng như người hâm mộ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sau đó đã thật sự làm nên kỳ tích với tấm vé dự World Cup 2023. Càng đáng khâm phục hơn khi trên hành trình góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua những khó khăn vô cùng lớn do đại dịch Covid-19 mang đến. Khi mà trọng tài thổi dứt giờ còi, dứt trận đấu, tức là chúng ta đã nghĩ là chúng ta đã vào rồi, nếu chúng ta thắng trận này, ui dồi, nó không còn cái gì nó tả nổi. Nó sung sướng lắm, để tất cả chúng tôi ban huấn luyện chúng tôi từ ngoài chạy vào trong ôm từ vận động viên một. Đó là cũng một cái phần món quà mà Như cũng muốn gửi lại cho những người chị, những người cô cũng như mà giống như là chưa có được đi World Cup á, thì một lần sẽ nhìn thấy được cái lá cờ Việt Nam mình tung bay ở cái đấu trường World Cup á, thì cũng một điều rất là hạnh phúc, không chỉ riêng với các cầu thủ mà là tất cả những người dân Việt Nam mình. Có thể nói, đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra một hành trình chuyên lửa đáng tự hào, với nền tảng được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt của thế hệ tiên phong, rồi được bồi đắp bền bỉ qua năm tháng. Để đến hiện tại, những cô gái của chúng ta đã hiên ngang bước ra sân chơi thế giới.
Vâng, bước ra sân chơi thế giới chắc chắn là giấc mơ của mọi huấn luyện viên và cầu thủ trong sự nghiệp của mình. Và đội tuyển nữ Việt Nam đã làm được cái điều mà theo một cách phi thường nhất. Không những thế, đây còn là cơ hội để những cô gái của chúng ta mang hình ảnh đất nước tới với thế giới. World Cup nữ 2023 hứa hẹn sẽ tạo ra tác động sâu sắc ngoài tưởng tượng của giới mộ điệu với bóng đá nữ Việt Nam nói riêng, cả nền bóng đá thể thao Việt Nam nói chung, xa hơn là động lực cho các lĩnh vực khác. Cách đây ít ngày, nhật báo uy tín New York Times đã có bài viết về đội tuyển nữ Việt Nam, trong đó có đoạn bày tỏ sự ngưỡng mộ về đất nước dù trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ để đạt được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa thể thao và du lịch. Tác giả của bài viết này là nhà báo nổi tiếng Jerry Longman đã đích thân bay nửa vòng trái đất để tìm hiểu về một hiện tượng mà dư luận Mỹ đang quan tâm về đội bóng mà đội tuyển của họ sẽ phải chạm trán ở trận ra quân World Cup 2023. Cách đây ít ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng đã có những lời chúc đặc biệt dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tôi xin chúc mừng về những tiến bộ vượt bậc mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Đỉnh cao là việc đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự Cúp bóng đá nữ thế giới FIFA World Cup 2023. Đây cũng là lần đầu tiên đất nước Việt Nam tươi đẹp góp mặt tại một vòng chung kết World Cup. Tôi hy vọng rằng ngày càng có thêm nhiều quốc gia tiếp nối Việt Nam có được những thành tích xuất sắc và chúng ta có thể cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ và đưa bóng đá trở thành môn thể thao thực sự mang tính toàn cầu. Đây cũng chính là hai trong số những mục tiêu chính trong tầm nhìn của FIFA. Có thể nói, việc bước ra sân chơi thế giới đã mang về cho bóng đá Việt Nam những cơ hội để truyền tải rất nhiều thông điệp, dù chỉ thông qua trái bóng tròn. Tôi cho rằng đây là một trong những cái dấu mốc lịch sử mà ở thời điểm này có khi chúng ta cũng chưa hình dung hết được cái cụm tầm vóc của nó. Cực kỳ có giá trị để thế giới thêm một lần nữa biết đến Việt Nam. Không có gì tốt hơn là một cái nhận diện thương hiệu quốc gia. Ở góc độ xã hội, nó mang cái tính tích cực, tức là mang cái hình ảnh của đất nước mình đó, cho thế giới họ biết Việt Nam là như thế. Việt Nam là có những cái đội bóng chơi rất là hay, đã tham dự World Cup, hoặc là từ những cái giải đấu như giải thế giới thì họ tìm hiểu thêm được cái văn hóa, cái xã hội, cái đời sống của người Việt Nam, đất nước Việt Nam mình có nhiều cái họ cần khám phá hơn. Kỳ tích của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lan tỏa tới mọi ngõ ngách, không chỉ ở Việt Nam mà còn truyền cảm hứng tới cộng đồng quốc tế. Đội nữ được yêu mến vì đó là những người hùng bình dị, có những giấc mơ bình dị, và họ được yêu mến bởi dám nỗ lực và tận hiến để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Chúng ta đã lại rất là kiên cường, nắm bắt cơ hội của mình. Thì đó chính là đặc tính thật sự là bất khuất và nỗ lực của người phụ nữ Việt Nam để mà chúng ta theo đuổi cái gì là vẫn cứ tiếp tục lứa này qua lứa khác, chúng ta không buông bỏ. Bóng đá nữ Việt Nam đã bước ra ánh sáng bằng tinh thần, nghị lực, nằm trong số 8 đội tuyển lần đầu góp mặt ở World Cup nữ. Những thách thức chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là không nhỏ. Nhưng giờ đây, chúng ta dự World Cup với vị thế của một trong những đội bóng nữ mạnh nhất thế giới với sứ mệnh đầy tự hào. Những cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị cho mình hành trang để tự tin bước ra sân khấu lớn với lời chào và sự khẳng định. Mặc dù thời tiết rất là lạnh nhưng mà Loan nghĩ cái tinh thần của mình không bao giờ lạnh được, phải nóng, rất nóng luôn ấy. Thì bọn em cũng sẽ cố gắng đem được những cái điều mà mình học hỏi mang tới World Cup và sẽ cố gắng có những cái trận đấu tốt nhất, luôn luôn có những cái ý chí cũng như có cái tinh thần để mà chiến đấu hết mình. Chúng ta hằng mong ước từ rất là lâu rồi và đến bây giờ mới thực hiện được cái đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của chúng ta được nâng tầm, và nó được nâng tầm lên. Thế đấy là một điều mà tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Mình chơi làm sao mà hết khả năng của mình và quyết tâm cho trận đấu tới ạ. Việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến New Zealand thi đấu là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại đây. Và những kiều bào ở Auckland đang bằng nhiều cách để cổ vũ động viên đội tuyển trước các trận đấu. Phóng viên Việt-Nga thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có mặt tại New Zealand sẽ thông tin chi tiết tới quý vị khán giả. Tự hào, phấn khích và vui sướng là cảm giác mà cộng đồng người Việt tại New Zealand đang tận hưởng trong những ngày qua. Khi càng gần đến ngày đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận đầu tiên của giải, những cảm giác này càng được nhân lên một cách mạnh mẽ. Vì vậy, khi biết được đội tuyển có buổi tập mở và giao lưu với cộng đồng, thì bà con đã rủ nhau đến sân tập để xem các vận động viên tập luyện và được gặp mặt, nói chuyện với các cầu thủ mà mình yêu mến.
Không chỉ ở New Zealand và những cái nước khác, ở những nơi xa xứ, thì hàng triệu triệu con tim người hâm mộ, những người dân tộc, tất cả các bạn ở Việt Nam cũng đang hướng về các cô gái nhỏ của chúng ta. Nên các bạn hãy tự tin, giữ vững tinh thần, cứ chiến đấu hết mình là được, không quan trọng là thắng hay thua. Đã bước đến, đã đưa được Việt Nam đến với World Cup, đó là... đã là rất là tự hào rồi ạ. Một điều đã tuyệt vời nhất thắng rồi. Đã là một điều mà không còn mong đợi gì hơn. Đội tuyển đã chiến thắng trong lòng tất cả mọi người. Tình yêu đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn được thể hiện từ nhiều tháng trước, khi một tổ chức của cộng đồng người Việt tại New Zealand có tên là VietNZ đã tổ chức mua vé tập thể với mong muốn bà con người Việt có thể ngồi cùng một khu vực để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ. Các thành viên trong ban quản trị VietNZ đã cố gắng sắp xếp thời gian để cân đối giữa công việc toàn thời gian vào ban ngày, rồi công việc gia đình với công việc của cộng đồng. Các cô gái Việt Nam của chúng ta đến được New Zealand và làm cho rất là nhiều người, các dân tộc ở toàn New Zealand biết rằng Việt Nam là ai, Việt Nam là như thế nào. Và trước đây, cách đây vài năm ạ, thì khi mà mình đến New Zealand, khá là nhiều người đã không biết là Việt Nam ở đâu. Vâng ạ, và mọi người cũng không biết là Việt Nam là dân tộc nào. Nhưng nhờ có các cô gái Việt Nam kim cương của chúng ta thì đợt này mọi người cũng đã biết đến Việt Nam, rất là tự hào. Việt Nam cố lên! Khi có dịp đến sân gặp mặt cầu thủ, bà con cũng đã rủ nhau đi và cùng nhau gom góp tiền để mua một chút quà kỷ niệm là các sản phẩm nhỏ đặc trưng của New Zealand để tặng cho đội tuyển và ban huấn luyện. Em cũng luôn cảm thấy ấm áp với tình yêu của mọi người và những người hâm mộ ở New Zealand này cũng như là những người ở hâm mộ Việt Nam cũng đã sang đây và cũng đã dành cho tụi em những lời động viên và cổ vũ cho tụi em rất là nhiều ở cái giải đấu lần này và tụi em sẽ lấy đó làm động lực để mà thi đấu hết sức mình. Chúc mừng sức khỏe. Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand cũng có những cách thức cổ vũ đội tuyển riêng của mình, như rủ nhau mua vé và áo cờ đỏ sao vàng để cùng đến sân vận động cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ vậy, các bạn sinh viên còn quảng bá sự kiện này đến rộng rãi cộng đồng sinh viên và bạn bè quốc tế. Trong công tác hỗ trợ đội tuyển Việt Nam trong quá trình thi đấu tại New Zealand thì chúng tôi đã triển khai những cái kế hoạch truyền thông để mà có thể là phổ biến được sự hiện diện của đội tuyển ở Việt Nam ở New Zealand để mà có thể nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng như đồng bào Việt Nam tại đây trong quá trình thi đấu để mà đội tuyển có thể yên tâm thi đấu rằng là bên cạnh là có đồng bào, đằng sau lưng là Tổ quốc và trong ngực thì có trái tim. Tổ chức VietNZ còn lan tỏa tinh thần tự hào và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam qua các tiết mục biểu diễn cổ vũ đội tuyển ở thành phố Auckland vào thời điểm trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên. Em cảm thấy rất là tự hào và hào hứng đón chờ cái mùa World Cup năm nay ạ. Với tâm lý của một người mới sang New Zealand được khoảng tầm nửa năm thôi thì em cảm thấy mình rất là may mắn khi được tham gia vào đội múa cùng với cộng đồng người Việt tại New Zealand. Và em cảm thấy là em rất là háo hức mong chờ đến ngày hôm đấy để được ra sân và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ạ. Có thể thấy đội tuyển nữ Việt Nam đang có những sự khích lệ tuyệt vời về tinh thần. Không chỉ ở New Zealand mà vào lúc này hàng chục triệu trái tim của người hâm mộ nước nhà cũng đang dõi theo thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, Huỳnh Như cùng các đồng đội và cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam chuẩn bị trải qua khoảnh khắc lịch sử có những trải nghiệm chưa từng có. Xin được chúc cho những cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam vững chân bước trên hành trình lịch sử sắp tới để mang cả những giá trị Việt Nam ngoài bóng đá đến với thế giới. Đến đây thì chuyện trong ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.